Hey, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với so sánh smartphone. Trong video này, mình sẽ so sánh Poco M5 với Poco M5S và Redmi Note 11 nhé. Thứ nhất về thiết kế, xét về mặt kích thước, Poco M5 dài, rộng và cũng dày nhất, còn Redmi Note 11 nhỏ và mỏng nhất. Xét về trọng lượng, Poco M5S và Redmi Note 11 đều nặng khoảng 179g, còn Poco M5 nặng hơn 200g. Về khả năng chống nước thì chỉ có Poco M5S và Redmi Note 11 hỗ trợ chống nước chuẩn IP53 thôi. Thứ hai, về màn hình, Poco M5 trang bị tấm nền IPS LCD, còn M5S và Note 11 trang bị tấm nền AMOLED. Kích thước màn hình của Poco M5 lớn nhất 6,58 inch, còn Poco M5S và Note 11 đều chỉ là 6,43 inch. Về độ phân giải màn hình, cả ba điện thoại đều có độ phân giải Full HD Plus với một độ điểm ảnh khoảng hơn 400 ppi. Độ sáng tối đa của Redmi Note 11 và Poco M5S đều khá tốt, Poco M5S là 1100 nit, còn Note 11 là 1000 nit. Trong khi đó thì Poco M5 kém hơn nhiều, chỉ có 500 nit thôi. Tần số làm mới màn hình của Poco M5 và Note 11 đều là 90Hz, còn Poco M5S chỉ là 60Hz. Về kính cường lực, cả ba điện thoại đều trang bị kính Gorilla Glass 3. Về cơ bản thì màn hình của Redmi Note 11 tốt nhất. Tuy nhiên nếu mà bạn thích một màn hình lớn hơn một chút mà không cần độ sáng quá cao thì Poco M5 sẽ tốt hơn. 3. Hiệu năng. Poco M5 trang bị chip Helio G99, tiến trình 6 nanomet, điểm Antutu 9 khoảng 355.000. Poco M5s dùng chip Helio G95, tiến trình 12 nanomet, điểm Antutu 9 khoảng 350.000. Còn Redmi Note 11 dùng chip Snapdragon 680, tiến trình 6 nanomet, điểm Antutu 9 khoảng 250.000 về cơ bản thì hiệu năng của M5 và M5s như nhau và tốt hơn Redmi Note 11. Tuy nhiên thì khả năng tiết kiệm năng lượng của Poco M5 tốt hơn so với lại Poco M5s. 4 bộ nhớ, cả ba điện thoại đều có tùy chọn 464, 428 và 628 GB. Tuy nhiên thì Redmi Note 11 có thêm tùy chọn 664 GB. Đồng thời cả ba điện thoại này đều hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ chuyên dụng. 5 camera, xét về camera chính, Poco M5 và Redmi Note 11 có độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ f/1.8, dùng cảm biến Samsung S5 Kazi 1 với kích thước cảm biến 1/2.76. Còn Poco M5S có độ phân giải 64 megapixel, khẩu độ f/1.8, dùng cảm biến Omi Vision OV64B với kích thước cảm biến 1/2. Về ống kính siêu rộng thì chỉ có Poco M5S và Redmi Note 11 hỗ trợ ống kính 8 megapixel, khẩu độ f/2.2 118 độ. Cả ba điện thoại này thì đều hỗ trợ ống kính depth và ống kính macro 2 megapixel, khẩu độ f/2.4. Xét về khả năng quay video sau, Poco M5 và Redmi Note 11 đều chỉ có khả năng quay video Full HD 30fps, còn Poco M5s có khả năng quay video độ phân giải tối đa 4K 30fps, video slow motion tối đa 960fps, độ phân giải HD 120fps, độ phân giải Full HD. Về camera selfie, Poco M5 chỉ là 50MP khổ độ f 2 2 còn Poco M5s và Redmi Note 11 đều là 13MP khổ độ f 2 4 về khả năng quay video selfie, cả ba đều chỉ có thể quay full HD 30 FPS. 6. Pin, cả 3 điện thoại đều trang bị viên pin dung lượng 5000mAh. Về sạc đi kèm, Poco M5 chỉ là 18W, còn Poco M5S và Redmi Note 11 đều là 33W. Cả 3 điện thoại đều không hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược. 7. Âm thanh, kết nối. Cả ba điện thoại đều hỗ trợ jack 3.5mm, cổng USB Type-C 2.0 và vân tay gắn bên. Điểm khác biệt là trong khi Poco M5s và Redmi Note 11 được hỗ trợ loa kép thì Poco M5 không hỗ trợ. Tuy nhiên thì Poco M5 lại được hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.3, còn M5s và Note 11 vẫn chỉ là 5.0. 8 giá, cùng phiên bản 628 GB, Poco M5 có giá khoảng 4,1 triệu. Poco M5s có giá khoảng 4,8 triệu, còn Redmi Note 11 có giá khoảng 4,2 triệu. Cuối cùng thì mình có một số kết luận như sau. Bạn chọn Poco M5 nếu cầm một chiếc điện thoại có màn hình lớn hơn với tần số là mới 90Hz mà không cần độ sáng quá cao. Hiệu năng mạnh hơn đi cùng khả năng tiết kiệm pin, công nghệ Bluetooth tốt hơn. Chọn Poco M5S nếu bạn cầm một chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh hơn, màn hình AMOLED, độ sáng tốt, tuy nhiên tần số làm mới chỉ là 60Hz. Cụm camera sau 4 ống kính với khả năng quay phim chụp ảnh linh hoạt hơn, đặc biệt khả năng quay 4K và slow motion, sạc 33W có loa kép. Chọn Redmi Note 11 nếu bạn cầm một chiếc điện thoại có màn hình AMOLED 90Hz, độ sáng tốt, cụm camera 4 ống kính cơ bản, sáng nhanh 33W và loa kép, thiết kế mỏng nhẹ,